Rồi rồi rồi, đợi xíu, sẵn tôi gửi tiền về đem về cho bà già tôi luôn nha. Đợi xíu, trời ơi, em hối quá trời. Ủa anh. Anh đừng có nói với em là anh gửi tiền cho mẹ anh nữa nha. Gửi về cho mẹ tôi chứ có gì đâu, tôi gửi cho mẹ tôi chứ gửi ai đâu mà cô cần nhận. Anh bị làm sao vậy? Một tháng anh gửi cho mẹ anh 3-4 lần. Bây giờ nhà mình đang rất là khó khăn, em thì đang bầu bì như vậy nữa, anh gửi quà vậy đâu có được đâu. Với lại lúc mà em xin tiền anh gửi về cho mẹ em chạy chữa bệnh á thì anh không cho. Thì cô phân bì đúng không? Mẹ cô khác, mẹ tôi khác. Tiền này là tôi làm ra thì tôi gửi về cho mẹ tôi là chuyện bình thường. Còn cô muốn gửi tiền về cho mẹ cô hả? Đi làm đi, rồi lấy tiền gửi, đừng lấy tiền tôi. Anh nói vậy đâu có được. Nếu anh nói vậy, anh mang bầu giùm em đi, anh ở nhà anh sinh con đi. Bớt nói chuyện vô lý đi. Trời, đời nào kêu đàn ông mang bầu. Cái chuyện tự nhiên người ta đã quy định như vậy rồi. Cái chuyện mang bầu, sinh con đó là chuyện của phụ nữ, đó là trách nhiệm của cô. Ngoài kia kìa, đầy người người ta mang bầu, người ta vẫn đi làm tới lúc người ta sinh đó thì sao? Bớt lý do đi, trả đây. Tiền này tôi gửi về cho mẹ tôi sắm sửa đồ Tết. Bớt cằn nhằn lên nha. Anh anh ơi, chồng ơi, chồng ơi, chồng, chồng ơi. Làm gì vậy? Làm gì sáng sớm mặt nhăn nhăn rồi? Mặt như đưa đám vậy, tính chùẻ tôi hả? Chồng ơi chồng, tự nhiên em thấy bụng em nó đau lạ lắm anh. Anh đưa em đi cấp cứu đi anh, coi thử sao anh. Cấp cứu gì mà cấp cứu, tôi trễ giờ làm rồi nè, tự lo đi. Anh, em đau thiệt đó. Anh đưa em đi đi chứ không lỡ con mình bị gì đó anh. Em đau chịu hết nổi rồi. Anh... Kiếm chuyện ăn dạ nữa đúng không? Mỗi lần cãi nhau là y như cái bài này. Chán cô ghê á. Tao bụng gì đó tự xử lý đi. Phiền phức. Anh ơi. Anh ơi. Chồng ơi. Đau. Alo, anh Vũ, giúp em với. Cảm ơn anh nha. May mà anh qua kịp, chứ không em không biết sao nữa. Có gì đâu, mình mạnh mẽ nha mà. Ăn nhiều vô đi. Bác sĩ dặn á, là phải ăn uống nhiều vô. Lấy lại sức khỏe chứ cơ địa em yếu lắm đó. Rõ ràng rồi ha. Mày, mày biến ra kìa. Rõ ràng rồi, khỏi chối nữa gì. Hai đứa mày gian díu nhau đúng không? Còn cô nữa, tôi thử lơ là xíu là có chai lạ liền ha. Ngon, hay á. Vậy mà lúc nào ở nhà cũng tỏ vẻ là khó khăn, mang bầu cực khổ. Tất cả đều là chiêu trò của cô đúng không? Thằng chồng á, cấm đầu ở ngoài đi làm kiếm tiền, ở nhà hú hí với trai. Giỏi, tốt quá. Thì anh nói câu đó tôi cũng đấm vô trong cái mặt của anh ghê á. Anh nhìn vợ của anh đi. Giờ anh mới trải qua cái thập tử nhất sinh đó, tới đây không lo vợ con, không hỏi thăm mà nói bậy đó bà. Anh mạt xác em đủ chưa? Em mang bầu con của anh, anh không những hỏi han một câu, anh đi vô anh chửi em rồi chửi cả người ta nữa. Anh làm chồng sao anh tồi quá vậy? Gì? Tồi hả? Ừ, tôi tồi. Thằng tồi này nè, cấm đầu cấm cổ ngoài đường á, kiếm tiền để lo cái bụng bầu này nè. Lo bản thân cô, lo cho cái gia đình cô nữa kìa. Bào tôi cho đã xong bây giờ trách móc tôi hả? Đàn ông mà mở miệng nghe nói câu đó được đó hả? Tôi nói anh nghe nè, mình đàn ông là mình là trụ cột gia đình, mình lấy vợ về mình đi làm kiếm tiền lo vợ lo con chứ lo cho ai mà anh so đo tính toán vậy? Lo cho con hả? Con tao hả? Chứ con ai? Mày chắc nó là con tao không? Mày nói thiệt cho tao biết đi. Hai đứa mày gian díu với nhau đúng không? Tao thấy mày hay kiếm cớ qua cho đồ vợ tao. Trâm. Dạ anh Vũ. Đây nè, thấy gì chưa? Đó. Trái cây. Tươi ngon không? Mẹ anh gửi dưới quê lên á. Anh ở có một mình nè, ăn không hết. Chia qua vợ chồng em ăn cho vui. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Ừ. Thôi, đem về ăn đi. Dạ, em đi vô cái nha. Ừ. Đi từ từ thôi, có bầu á, cẩn thận á. Sao hả? Hả? Thôi bây giờ vậy nè, để anh đưa em vô nhà nha. Đưa đây. Đó, anh khách cho. Đi. Trời ơi, cái bụng như vậy nè, sức khỏe yếu lắm, phải cố gắng hơn biết không? Hả, về phải ăn trái cây nhiều nhiều vô cho anh nha. Mày
mẹ kiếp nữa. Mình đi làm cắm đầu cắm cổ cho tụi nó ở nhà gian díu với nhau. Có khi đứa con trong bụng của nó không phải của mình lắm. Đợi mày sinh ra đi, tao đem đứa nhỏ đi xét nghiệm cho nó chắc. Chứng cứ rõ ràng rồi, chối nó đi. Chính mắt tao thấy, tai tao nghe nè, hai đứa mày gian díu với nhau. Cãi nó đi, cãi nó đi. Đúng rồi, mắt anh thấy, tai anh nghe mà đầu anh không hiểu. Trời ơi, anh hiểu lầm rồi. Tôi nói anh nghe nè, tôi với Trâm á là bạn bè từ ở dưới quê, chơi từ nhỏ tới lớn. Lớn lên là Trâm đi lấy chồng, lấy anh đó. Trời ơi, ghen tầm bậy tầm bạ vậy. Bạn thân hả? Làm gì có chuyện trùng hợp vậy? Hả? Cái này là tình cũ không rủ con tới nè. Còn cô chán chồng rồi, cô chán tôi đúng không? Đi kiếm thằng hàng xóm nè chứ gì. Thôi. À, mà không chừng cô lấy tôi. Thời gian qua là cô bòn rút tiền của tôi, cô nuôi thằng này lắm. Bây giờ tôi không có nói nhiều. Đứa nhỏ sinh ra đời, tôi sẽ đem nó đi xét nghiệm ADN, coi phải là con của tôi không. Chứ thằng này không có ngu mà nuôi là con thằng khác. Thì ra đó giờ là anh suy nghĩ tôi như vậy. Tôi là vợ anh nhưng mà anh không hề tin tưởng tôi một chút nào hết. Anh nghĩ tôi tệ hại tới mức như vậy hả? Thôi được rồi, anh muốn xét nghiệm ADN gì thì anh cứ xét nghiệm đi. Nhưng mà cho dù kết quả có như thế nào, đây có là con của anh đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để cho nó nhận một người cha như anh đâu. Tôi không muốn con mình sống tệ như vậy. Anh tự nghĩ đi, từ lúc tôi cưới anh về, tôi hết lòng, hết mực chăm lo cho gia đình. Còn anh thì sao? Anh năm lần bảy lượt anh kiếm chuyện với tôi. Anh còn chia rẽ mẹ anh, mẹ tôi, tính toán từng đồng từng cắt với tôi. Nếu mà đã không tin tưởng nhau như vậy, ly hôn đi. Anh Vũ, anh giúp em làm thủ tục xuất viện liền đi, em muốn về quê. Được, để anh giúp em. Ly hôn gì? Được, ly hôn, ly hôn. Cô khỏi phải đi, để tôi đi trước cho. Mày coi chừng tao. Em, đừng lại coi. Mới nói vậy cái kéo đồ đi vậy hả? Anh buông ra đi, để tôi về nhà mẹ tôi. Không có đi đâu hết. Để riêng này cái gì? Mày ngon không? Mày ngon mày chở vợ tao đi, tao đập xe mày luôn đó, tin không? Tôi nói anh thôi đi, để tôi đi mà. Thôi mà, Trâm. Em đang bệnh đó, đang mệt đó. Nghe lời anh đi. Anh biết rồi, anh biết là anh sai rồi mà. Cho anh cơ hội đi. Trâm, nghe lời anh đi Trâm, đừng có đi mà. Anh buông ra. Tôi có bệnh hay yếu gì cũng không liên quan tới anh đâu. Nhưng mà anh yên tâm đi. Từ lúc mà tôi biết được anh đang nghĩ gì về tôi, giải được những uất ức trong lòng tôi thì bây giờ tôi khỏe lắm rồi. Tôi không có bệnh nữa đâu, anh không cần lo đâu. Thôi mà Trâm, em đừng có nói vậy mà. Trâm, em nghe anh nói nè, nghe nói nè. Em biết là ba mẹ anh đang mong cháu mà. Với lại anh xin lỗi là tại vì công việc của anh, do công việc của anh cho nên là anh áp lực, cho nên là nhiều khi anh hay cáu gắt với em vậy. Chứ anh thương em, anh thương con mà Trâm. Cho anh cơ hội sửa sai nha Trâm. Trời ơi, anh thương em, thương con cái kiểu gì kỳ vậy? Anh bây giờ anh ăn nỉ để về Trâm đẻ xong anh bỏ Trâm chứ gì. Anh chỉ thương con anh thôi à, anh không có thương Trâm. Rồi, anh bớt lời lại đi, anh biết cái gì mà anh nói. Anh đi về em tuôn cái đi. Tôi không có về. Tôi là bạn thân của Trâm từ dưới quê lên tới đây. Tôi phải ở đây bảo vệ Trâm. Trâm à, thật sự em nghe anh nói nha Trâm. Anh không biết cái vụ mà lúc anh vô bệnh viện anh nghe em mém bị sảy thai. Anh cũng sợ lắm chứ bộ. Anh không biết tại vì hôm qua hai đứa mình cãi nhau rồi anh tưởng là em nằm vậy em ăn dạ cho nên là... Thôi anh biết rồi, anh xin lỗi em. Là tính anh ích kỷ. Anh chỉ nghĩ cho bản thân anh. Anh phân chia cái chuyện mà mẹ anh mẹ em. Cũng vì do anh đi làm áp lực quá. Anh hứa là anh sẽ không vô tâm với em nữa. Anh không phân chia cái chuyện nội ngoại nữa. Còn cái phần tài chính mà anh gửi về cho mẹ anh, anh sẽ cân đối lại. Em cho anh cơ hội sửa sai nha Trâm. Mà Trâm ơi, tôi thấy anh Khánh cũng thành tâm rồi đó. Anh cũng biết lỗi của anh rồi. Thôi cho anh cơ hội đi sửa sai đi. Với lại Trâm cũng bầu bì, ốm yếu người nữa. Cố gắng hàn gắn lại cho nó vui vẻ gia đình. Chứ sắp sanh rồi đó. Anh nói đúng rồi đó em.
Với tình trạng em vì đang ốm yếu mà em về nhà ba mẹ em gặp, ba mẹ em lo nữa, anh cũng lo nữa. Thôi ở đây đi, để anh chăm sóc cho em nha Trâm. Anh nói được làm được, mình là đàn ông rồi đó nghe, chứ không phải khơi đâu à. Thôi gia đình tự xử nhau đi, tôi về à. Ôi mà đừng giận nữa mà, thôi đi về nha, đứng đây ngồi xỉu nó bây giờ đi.